điều kiện địa hình khó khăn nên suốt nhiều năm tại các địa phương miền núi của tỉnh Thanh Hóa nói chung, huyện Lăng Chánh nói riêng đã mở ra các điểm trường lẻ để giúp con em đồng bào các dân tộc thiểu số được đi học. Mặc dù các điểm trường lẻ được đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, tuy nhiên vẫn còn đó những nỗi niềm trăn trở đối với thầy và trò nơi đây. Rất nhiều gia đình không thể đưa con đi đến trường nếu trường bị khu chính. Đưa các cháu về khu chính thì rất nhiều gia đình sẵn sàng để các cháu nghỉ học. Khó khăn của các cháu là các cháu lớn thì học chữ, còn các cháu nhỏ này chơi, việc học hành của các cháu cũng không đạt hiệu quả cho lắm. Là hiện tại là các phòng máy ở khu lẻ không có, dẫn đến là cái việc các em học phải học khuôn chiếu và khi thực hành thì phải mang về khu chính để các em thực hành. Lăng Chánh là một trong những huyện vùng cao biên giới của tỉnh Thanh Hóa. Toàn huyện hiện có 31 trường các cấp với 11.773 học sinh, còn 48 điểm trường lẻ, trong đó cấp tiểu học 23 điểm với 196 lớp, 4.018 em. Cấp mầm non 25 điểm, 154 nhóm lớp, 2.753 trẻ. Những năm qua, nhờ sự quan tâm chăm lo của toàn xã hội, học trò nghèo vùng cao ngày càng có điều kiện để đến trường. Các em có thêm bữa ăn ngon, giấc ngủ an lành, có sách bút, áo quần, tự tin đến trường học con chữ để vun đắp ước mơ cho tương lai. Tuy nhiên, với đặc thù riêng của những địa bàn vùng cao, tại các điểm trường lẻ của huyện Lăng Chánh vẫn còn nhiều khó khăn thiếu thốn. Tam Văn là một trong những địa phương khó khăn nhất của huyện Lăng Chánh. Do nằm cách xa trung tâm huyện nên điều kiện học tập của học sinh nơi đây còn nhiều vất vả. Hiện tại, trên địa bàn xã Tam Văn có 3 khu trường lẻ của cấp tiểu học, 2 khu lẻ của cấp mầm non. Đây là một buổi học của các em học sinh khu chính, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Tam Văn. Mặc dù cơ sở vật chất của khu trường chính đã xuống cấp, trang thiết bị chưa được đầu tư đầy đủ, nhưng học sinh đã được tiếp cận công nghệ mới qua bài giảng của thầy cô. Nhưng với các điểm trường lẻ, đây lại là điều mong ước của thầy và trò. Hiện nay thì ở trường tiểu học Tam Văn ấy thì còn bao nhiêu khu lẻ? Hiện tại thì trường có 3 khu lẻ. Khu này là 1, khu cũ là 2 và khu phá là 3. Nhưng điều đáng trăn trở nhất của nhà trường đó là cái khu phá. Khu phá hiện tại thì nó có 35 học sinh thôi. Nó cách điểm trường chính này 3-5 km. Nhưng tuy nhiên là đường đi lại nó rất là dốc. Có thể nói nó chỉ có thể nói là nó trên 10 độ. Cho nên khi mà lại bực lại cao. Cho nên mỗi lần trời mưa, trời gió nó sạt lở và nó trơn trượt. Nên về phía nhà trường thì để cái điểm lẻ như thế thì cũng chất lượng nó không thể bằng khu chính được. Cái mong muốn trăn trở của những thầy cô nhà trường đối với cái điểm trường lẻ khu phá là gì ạ? Trăn trở của nhà trường thì mong muốn là được đưa các cháu về khu chính để các cháu được hòa đồng và được tiếp cận cái tốt nhất trong giáo dục. Nhưng tuy nhiên là do cái đường xá điều kiện như vậy cho nên là phụ huynh thì đa số đi làm ăn xa, các cháu thì ở nhà với ông bà. Rất nhiều gia đình không thể đưa con đi đến trường nếu trường chuẩn bị khu chính. Cho nên mặc dù là mong muốn nhà trường là muốn về khu chính nhưng mà không thể làm được. Nếu như mà đưa các cháu về khu chính thì rất nhiều gia đình sẵn sàng để các cháu nghỉ học. Nhưng bắt buộc phải đến tiền để điểm trường đó như vậy. Mặc dù là điểm trường nó xa nhưng tuy nhiên nhà trường cũng rất quan tâm đến chất lượng. Cũng phân công cho những giáo viên là rất là nhiệt tình, sức khỏe tốt. À, luôn luôn trăn trở với công việc giáo dục. Còn tại hai điểm lẻ của trường mầm non Tam Văn, khó khăn chung hiện nay là về cơ sở vật chất trường lớp. Các điểm trường đều xây dựng từ nhiều năm trước, do ảnh hưởng của mưa lũ nên đã xuống cấp, một số phòng học bị dột, ngấm nước, không đảm bảo điều kiện dạy học và chăm sóc con trẻ. Năm học này thì nhà trường là dồn 5 nhóm lớp vào có 3 phòng học thôi. Mà cái diện tích phòng học trước thì nó cũng không đảm bảo về cái diện tích theo quy chuẩn. Nên là nhà trường cũng rất là khó khăn và rất bản thân tôi là hiệu trưởng rất là lo lắng trong cái việc là để đảm bảo an toàn cho học sinh. Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018 quy định học sinh lớp 3 bắt buộc học môn tiếng Anh và tin học. Tuy nhiên, đối với các địa phương miền núi của tỉnh Thanh Hóa, nhất là ở điểm trường lẻ, vấn đề này vẫn nan giải bởi các trường hiện còn thiếu giáo viên lẫn trang thiết bị dạy học. Trường tiểu học xã Tân Phúc là một trong các trường có số khu lẻ nhiều nhất huyện Lăng Chánh. Trường có tất cả 5 khu lẻ, mỗi khu có 5 lớp học.
Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhà trường gặp khá nhiều trở ngại, nhất là việc tổ chức cho học sinh lớp 3 học môn tiếng Anh và tin học là không khả thi, bởi vừa thiếu giáo viên bộ môn, vừa thiếu trang thiết bị dạy học. Ngoài ra, học sinh chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Thái và Mường, không có nhiều điều kiện để tiếp xúc với các thiết bị công nghệ số, nên việc học tiếng Anh, tin học đối với học sinh lớp 3 không phải là điều dễ dàng. Thưa anh, thì hiện nay cái khó khăn lớn nhất ở các điểm trường lẻ của trường tiểu học Tân Phúc là gì ạ? Khó khăn lớn nhất của trường là cơ sở vật chất và trang thiết bị nhà trường. Hiện tại ở các khu lẻ thì cơ sở vật chất thì còn đang nhiều thiếu thốn, nhất là về các cái hoạt động công nghệ, ví dụ như giáo dục tin học là hiện tại là các phòng máy ở khu lẻ không có, dẫn đến là cái việc các em học phải học khuôn chiếu và khi thực hành thì phải mang về khu chính để các em thực hành. Vậy thì để khắc phục những khó khăn đó thì nhà trường đã có những cái hướng giải pháp như thế nào ạ? Vâng, đối với về cơ sở vật chất thì nhà trường đã tham mưu cho xã tham mưu với huyện để bổ sung cơ sở vật chất hàng năm. Và đối với việc dạy môn tin học thì nhà trường đã liên kết với giáo viên dạy tin học ở các trường bạn để thuê dạy theo hình thức cuốn chiếu cho các em ở các khu lẻ. Một khó khăn nữa đặt ra đối với một số điểm trường mầm non ở Lang Chánh đó là việc học lớp ghép. Thực tế, những lớp ghép được mở đến tận thôn bản đã tạo điều kiện cho tất cả các em ở vùng cao được tới trường học chữ, song cũng có không ít vướng mắc cho đội ngũ giáo viên. Ở các lớp học ghép, lứa tuổi mầm non sẽ bao gồm số trẻ nhiều độ tuổi khác nhau, trong khi chỉ có một cô giáo. Cùng một buổi lên lớp, cô vừa phải dạy chữ, dạy kiến thức cho các cháu lứa tuổi mẫu giáo, vừa phải dỗ dành chăm sóc cho các cháu ở độ tuổi nhà trẻ. Việc này ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục của các nhà trường. Khu thôn là một điểm lẻ của trường mầm non Đồng Lương, có những thuận lợi và khó khăn. Tôi thấy thôn thôn cái điểm trường của tôi dạy là có một số có 13 trẻ, tổng số trẻ học từ nhà trẻ đến mầm non, cho nên cái khó khăn của các cháu là các cháu lớn thì học chữ, còn các cháu nhỏ này chơi, việc học hành của các cháu cũng không đạt hiệu quả cho lắm. Nhiều năm qua, việc xóa các điểm trường lẻ được ngành giáo dục và đào tạo các địa phương miền núi trong tỉnh đặt mục tiêu và nỗ lực thực hiện nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, giảm bớt khó khăn cho nhà trường, giáo viên và học sinh. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế xã hội đặc thù, các địa phương vẫn buộc phải duy trì các điểm trường lẻ khi chưa xây dựng được các trường nội trú, bán trú để tập trung toàn bộ học sinh về một điểm. Thực tế ở Lang Chánh cho thấy, việc quá nhiều điểm trường lẻ dẫn đến những khó khăn trong việc bố trí giáo viên và triển khai chương trình mới, khó nâng cao chất lượng giáo dục. Hàng năm là phòng giáo dục đã rà soát, xây dựng kế hoạch, tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện là bổ sung, tu sửa, xây mới cái cơ sở vật chất những cái điểm trường lẻ còn hư hỏng, thiếu thốn. Và thứ hai nữa là tham mưu bổ sung giáo viên các môn như là ngoại ngữ, tin học cho các cái trường còn thiếu. Thứ ba nữa đó là chúng tôi đã tham mưu mua trang thiết bị dạy học cho trong phòng học của các cái trường còn thiếu. Và cái thứ tư nữa là chúng tôi đã vận động tuyên truyền cho cán bộ giáo viên của các đơn vị trường học tự làm cái đồ dùng dạy học sẵn có, dễ tìm kiếm. Với những cái giải pháp mà chúng tôi đã thực hiện thì cho đến nay các cái điểm trường lẻ đã cơ bản đáp ứng được cái nhu cầu dạy và học của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ở Lang Chánh, mỗi địa phương đơn vị có một cách làm khác nhau để từng bước khắc phục khó khăn tại các điểm trường lẻ. Nhưng nhìn chung, ban giám hiệu và thầy cô giáo ở các nhà trường đã hết sức chủ động, luôn trách nhiệm tâm huyết với sự nghiệp chồng người. Mỗi ngày đi qua, rất nhiều thầy giáo cô giáo đang công tác ở khắp các bản làng vẫn luôn âm thầm cống hiến để con chữ đến với vùng cao, giúp cho học sinh nghèo vùng khó được đến trường để có một tương lai tươi sáng hơn.